Ok, và xin chào tất cả những người em quay trở lại với channel của mình. Thì thật sự là hôm nay vào game có rất rất nhiều anh em phải gọi là quá buồn luôn, trong đấy có cả mình. Bởi vì sao? Khi mà theo như cái thói quen thường lệ của mình, khi vào ngày thứ năm đó là chúng ta sẽ nhận một chút GP, một chút coin đăng nhập này. Và sau đó là mình theo như thói quen của mình là mình sẽ vào cái phần của cầu thủ icon, mình check là xem ra bóc nào. Nhưng mà hôm nay thì nó hơi hụt hẫng một tí khi mà Konami đã bỏ hoàn toàn box Iconic cũng như là fan choice. Điều này cho thấy một một cái dấu hiệu nó có thể gọi là khả quan về, tức là cái ngày cập nhật PES 22 nó gần đến rồi. Thì trước thì theo mùa trước thì khi mà trước khi cập nhật cái mùa mới thì Konami cũng bỏ box Icon ra khoảng 1-2 tuần, thậm chí là 1 tháng, và sau đó là update mùa mới. Thì không biết là mùa mới năm nay như thế nào, có update, ví dụ như họ thông báo vào ngày mùng 1 tháng 6 chẳng hạn thì có update luôn 1 tháng 6 hay không. Nhưng mà có những một số mùa là họ thông báo là update trong tháng 10 nhưng mà phải mất 1-2 tháng chúng ta mới được trải nghiệm bản mới. Thì hy vọng năm nay là họ thông báo ngày nào thì ra được ngày đấy. Cũng như nhiều nguồn tin thì lộ ra rằng là có khả năng cao là ngày 19 tháng 5, ngày sinh nhật bác của Việt Nam mình ấy, là ngày mà game sẽ cập nhật mùa mới. Nhưng mà đấy chỉ là cái tin đồn thôi. Konami thì họ có đăng một cái story là cái gì nhỉ? Update Mobile 19 May, tức là 19 tháng 5. Thì mình cũng không rõ là có, nên không rõ là có update hay không, nên là mình không nói, không dám nói là chính xác là ngày 19 tháng 5 nhá. Mình chỉ nghĩ là nó rơi vào ngày đấy thôi. Đó thì có một số cái phần gọi là Konami người ta update thêm một cái phần quan trọng mà anh em cần lưu ý. Thứ nhất là nói qua một chút về cái điểm eFootball Points nó đã được cập nhật vào store. Thì cái phần đấy ở đâu thì nhiều anh em sẽ không có, giống như mình đây. Anh em vào phần mục giỏ cửa hàng ở góc phải bên trên. Đó, đây, nhiều anh em sẽ giống như mình. Thì họ thông báo như thế này. Họ đã cập nhật vào eFootball Point, đó là cái thẻ skill cũng như thẻ tăng cường vị trí. Đây này, anh em đọc này, phần thưởng điểm eFootball có thể buộc mua từ vị trí sau trò chơi, tức là anh em đá matchday các kiểu họ cho đấy, hoặc là đăng nhập cũng được. Lâu lâu lại có sự kiện nó sẽ cho mình eFootball Point. Chương trình eFootball Points không khả dụng cho những người dùng chọn hợp chủng quốc Hoa Kỳ làm nơi cư trú khi chơi PES lần đầu tiên. Nói chung là những cái này thì rất nhiều anh em giống mình thôi. Mình chọn Hoa Kỳ cư trú, mình cứ tưởng đấy là bản mình tài bản quốc tế thì mình chọn Hoa Kỳ nó chuẩn chỉ, nhưng mà không ngờ là Nhật với Mỹ nó vẫn còn một cái mối gọi là mối thù năm xưa. Thành ra là eFootball Points nó không có ở trong ác, người ta hay gọi là ác Mỹ đấy. Đó, những người dùng này sẽ được cái vật phẩm trong trò chơi thay cho điểm eFootball. Nói chung là vật phẩm thì mình nghĩ là chắc cho linh tinh thôi, nhưng mà điểm eFootball thì nó vẫn là quan trọng, bởi vì anh em có thể đổi được Iconic, có thể đổi được khá là nhiều, thậm chí là mùa sau có một số cái tin đồn là có thể dùng để gia hạn cầu thủ, nhưng mà cái này thì cũng chưa biết như nào. Nhiều anh em hỏi mình là nếu như không có điểm eFootball Point thì gia hạn cầu thủ kiểu gì vào mùa sau với ác Mỹ, thì mình nghĩ là sẽ có một gọi là cái giải pháp khác cho anh em thôi, không nhất thiết phải là eFootball Point nhé. Tiếp theo một cái phần nữa, đó là cái phần này rất rất nhiều anh em quan tâm đây. Máy nào có thể chơi được PES 22, và Konami đã thông báo rồi nha anh em, Konami đã thông báo. Đây, do những thay đổi lớn được thực hiện bởi bản cập nhật eFootball 22, các yêu cầu hệ thống cũng sẽ bị thay đổi, tức là mùa sau sẽ nặng hơn rất nhiều. Rất tiếc, điều này có nghĩa là một số thiết bị không còn được hỗ trợ, vì bạn không thể chơi được eFootball 22 nếu bạn chơi trên các thiết bị như vậy. Và đó là những thiết bị nào, ở đây cô Konami không nói rõ, anh em lên trang web Konami là sẽ thấy nhá. Lưu ý rằng là không có cách nào để xác nhận hiệu suất của eFootball 22 trên thiết bị của bạn trước khi cập nhật, tức là Konami người ta cũng chưa dám nói chắc chắn là máy anh em có thể chơi được mùa sau hay không. Đấy, ví dụ như mình đang dùng 11 Pro Max đây, biết đâu mùa sau lại không chơi được đúng không? Tức là họ họ chưa dám nói mỗi bất kể một cái gì về đồ họa cấu hình mùa sau cụ thể, họ chỉ nói như vậy thôi. Tức là cái này họ vẫn đang trong quá trình họ nghiên cứu. Và ôi rồi, lưu ý rằng khả năng trò chơi không thể khởi chạy trên thiết bị cả bạn, ngay cả khi nó đáp ứng các thông số kỹ thuật tối thiểu, tức là khả năng ví dụ anh em đáp ứng thông số đấy nhưng mà vào trong game là nó sẽ bị kiểu tràn RAM các thứ, nó sẽ bị nặng. Và nói chung là bởi vậy thì bây giờ nó phải tìm hiểu là máy nào. Ở trang web của Konami thì họ yêu cầu tối thiểu nha, yêu cầu tối thiểu chứ không phải là chắc chắn sẽ chơi được. Android, hệ điều hành Android phiên bản 7.0 trở lên, bộ nhớ RAM 2GB trở lên. Mình nghĩ là RAM 2GB là tối thiểu, nhưng mà ít nhất là 4GB thì mà anh em chơi nó mới mượt mà được.
CPU lõi các kiểu. CPU thì bỏ đi nhá, mình không hiểu cái phần CPU này lắm, phần bộ cứng hay cái gì chả biết đó. Còn về iOS, mình dùng iOS nhiều nên mình chỉ nói về iOS nhiều hơn. À, các thiết bị tương thích với iOS 13 trở lên đó, anh em nào mà chưa update, chưa cập nhật phiên bản 13 trở lên thì anh em cập nhật luôn nhá. iPhone 6s trở lên, họ đã nói như thế này, tức là 6 thường không chơi được, 5s không chơi được, và 6s cũng đang trong cái nguy cơ, gọi là rất rất là nguy cơ, ôi rồi là không chơi được nha. Nhưng mà mình nghĩ là nếu anh em là dùng iPhone 7, thậm chí iPhone 7 mình cũng dùng một thời gian mà mình chơi cái bản này thì nó cũng khá là ok, nhưng mà nó cũng gọi là đôi lúc nó nóng, nó giật, nó đơ, nó cũng có, nên là mình nghĩ là cái máy mà mùa sau chơi được nó ngon nghẻ nhất thì có, chúng ta phải nói đến là iPhone 8. Mình nghĩ là phải iPhone 8 trở lên thì nó mới gọi là thật sự mượt mà. iPad Pro này, iPad thế thứ 5 trở lên, iPad E2, iPad Mini 4, iPad Top. Nói chung đây là tối thiểu thôi, chứ không phải là chuẩn chỉ. Thiết bị cá nhân của mình cũng không thể chạy trơn tru ngay cả khi đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu đấy. Nói chung là họ đã nói như vậy rồi thì anh em cứ xác định đi nhá. Tức là họ báo là iPhone 6s trở lên, nhưng anh cứ xác định phải tầm iPhone 8 trở lên thì nó mới ngon nghẻ được. Còn một số cái thông tin nữa mình sẽ bổ sung thêm cho anh em ở clip này, đằng nào cũng không có box nào cả để mình quay, mình sẽ bổ sung clip này cho anh em là mùa sau nó sẽ có thêm một số cái loại thẻ mà nó sẽ kiểu đặc thù hơn một chút. Ví dụ bây giờ chúng ta gọi chung chung là Gold Voucher hay là cái gì gì đấy thì mùa sau họ sẽ không không gọi là như vậy nữa, hình như là như thế. Mình tìm hiểu sơ qua thì nó có tên gọi khác, chẳng hạn như đây, box ở PC console nó ra Great Finisher đó, ví dụ như mùa sau nó thêm vài cái thẻ nữa giống kiểu là Great phòng thủ chẳng hạn đấy, kiểu kiểu vậy. Mình không rõ nữa, nói chung cái này nó chưa ra mobile nên mình không không dám nói, đấy là ở bản PC console thôi. Và một cái thông tin nữa mình thấy khá là thú vị ở một số hội nhóm như này, đó là anh nhiều anh em đồn có thẻ watch đấy, thẻ cầu thủ gọi là chất lượng ấy. Nhưng mà thấy nhiều anh em tìm hiểu thì có nói với mình là vẫn chỉ có một thẻ Iconic cũ với lại là thẻ Legend thôi, nó sẽ chia ra làm hai loại thẻ là như vậy. Nhưng mà thẻ Legend mùa sau thì sẽ bị hạn chế rất nhiều các chế độ đó, hạn chế rất nhiều các chế độ anh em nhé. Legend mùa này thì nó còn gọi là tạm chấp nhận, tạm ổn một chút, nhưng mà mùa sau thì Icon nó sẽ chơi được nhiều chế độ hơn, Legend thì ít hơn đấy, kiểu vậy. Thậm chí là mùa sau nó có thêm một số thẻ Legend nữa là thẻ thẻ Legend của mùa giải đấy của cầu thủ, ví dụ như mùa trước, mùa đầu tiên Bruno về MU ấy, mùa đấy chơi rất hay, thì biết đâu nó sẽ có một loại thẻ là thẻ thẻ của mùa giải, tức là mùa giải đấy cầu thủ chơi hay thì người ta sẽ phát hành ra một cái thẻ mùa giải đấy, nhưng mà chỉ áp dụng với Legendary. Ví dụ như là David Beckham có một mùa chơi đất này thì người ta dùng làm thêm một cái mùa giải đấy với một cái loại thẻ đấy anh em nhé. Và thông tin này nó cũng chỉ là mờ ám mờ ảo thôi, nếu không biết mobile có như vậy không. Chỉ số trung bình của các cầu thủ thì chắc chắn rồi, mình thấy năm nay là chỉ số trung bình cầu thủ cao nhất trong mấy năm, mọi năm không cao như này đâu, nên là năm sau mình nghĩ là nó sẽ fix lại, không kiểu 98 99 nữa, mà nó sẽ chỉ quanh quanh 91 90 hoặc là gì gì đấy thôi. Nhưng mà đây cũng là thông tin mình gọi là tự tự nghĩ vậy thôi, còn không biết là như nào đấy. Nói chung là đó là một số cái thông tin mà mình muốn gửi đến anh em sau cái ngày thứ năm khá là buồn không có box Iconic. Đấy, mình gửi như vậy thì hy vọng anh em có một cái nhìn nó không gọi là quá nặng nề về bản mùa sau. Mình nghĩ là mùa sau thì nó sẽ cập nhật thêm nhiều chế độ đấy, nhưng mà cũng chưa biết là có hay hay không, nói chung là phải phải đợi mới biết được anh em ạ. Và một cái thông tin nữa mình muốn gửi đến anh em là ngày mai mình sẽ có một cái clip về event 1 năm của kênh anh em nhé. Anh em nào nhớ đăng ký kênh, nhớ theo dõi để ngày mai mình đăng clip anh em tham gia cho nó được sớm, nó được đầy đủ, nó được ngon nghẻ anh em nhé. Thôi bây giờ hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo, nhớ đăng ký kênh để ngày mai chúng ta gặp nhau vào một cái buổi event cuối tuần này đó, chắc chắn là thứ bảy chủ nhật sẽ có event trao giải các kiểu đấy anh em ạ. Anh em nhớ tham gia đầy đủ nhá, tham gia cho vui anh em ạ, giải thưởng không quan trọng nhưng mà vui là chính. Bye bye, và hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo.